Vâng, thưa Đức cha, khi mà cha vừa đề cập tới những cái vấn đề khác nhau, những địa điểm khác nhau đó, thì thưa Đức cha, có cái vấn đề tài sản của giáo hội mà đã được yêu cầu nhà nước giải quyết từ lâu lắm rồi. Từ miền Bắc năm 1954, Cộng sản Việt Nam đã tịch thu tài sản của giáo hội. Rồi đến sau năm 1975 lại tịch thu hay là mượn nhưng mà chưa bao giờ trả lại các tài sản của giáo hội ở tại miền Nam. Và từ hồi đó cho đến bây giờ không biết bao nhiêu những lần hội họp hay là trao qua đổi lại những cái ý kiến, những cái yêu cầu trao trả những cái tài sản lại cho giáo hội để giáo hội làm công tác xã hội, công tác từ thiện. Ví dụ như vấn đề mở trường học, tại sao họ mời người ngoại quốc vào mở trường học ở trong nước, họ mời những giáo sư Việt Nam ở ngoài này để về giúp nước và họ sẵn sàng giúp đỡ mở trường học, mà tại sao họ lại không cho giáo hội Công giáo Việt Nam nói riêng và các tổ chức tôn giáo khác lại mở những cơ sở xã hội và trường học trả lại tài sản cho giáo hội? Thưa Đức cha có thể giải thích được không? Cái vấn đề nó phức tạp và nó có một chiều kích lịch sử nó sâu hơn. Vâng. Thì không phải tại Việt Nam giáo hội mới mất đất, Vâng. mà ngay tại Âu Châu, ngay tại Roma, Vâng. rất nhiều trường, nhiều cơ quan của giáo hội hôm nay, rất nhiều cơ quan của nhà nước hôm nay Vâng. là ngày xưa là tài sản của giáo hội. Vâng. Chẳng hạn đến nước Ý, anh Vâng. đã đến đấy, Vâng. thì chỗ dinh tổng thống ngày xưa là cái Vâng. tài sản của giáo hội, rồi Vâng. một số trường nữa. Rồi bên Pháp cũng vậy, từ thời Napoleon. Thì vấn đề là đặt ra đó, thì chúng tôi cũng đặt vấn đề tài sản của giáo hội trong cái viễn tượng đó. Rồi các nước Đông Âu hôm nay, mặc dù được dân chủ hóa, nhưng vấn đề tài sản, vấn đề đất đai vẫn là một vấn đề cứ tiếp tục được đối thoại, Vâng. được trao đổi. Tuy nhiên, giáo hội không đặt quan trọng trên vấn đề tài sản bằng vấn đề cái quyền được hoạt động, cái quyền được tham gia, quyền được đóng góp cho dân tộc của các tôn giáo cũng như của các công dân. Thì vấn đề được tham dự vào giáo dục và y tế, đó là vấn đề mà giáo hội và hội đồng giám mục đang đặt ra và coi vấn đề đó vấn đề trọng. Nếu mà không trả lại thì ta có thể đi kiếm đất ta làm đó. Vâng. Nhưng mà vấn đề là bây giờ giáo dục đang xuống cấp, mà chưa bao giờ xuống cấp trầm trọng như hôm nay. Vâng. Không phải tôi nói mà tất cả các quan chức nhà nước cũng như các chuyên viên đều nói chuyện đó. Nhưng mà tại sao không cho những người tôn giáo được cộng tác, và tại sao lại mời những nhà đầu tư ngoại quốc, những chuyên viên ngoại quốc vào được mở trường, mà lại người công dân trong nước là công dân của mình lại không được mở trường? Vâng. Thì đó là câu hỏi mà chúng tôi vẫn đặt ra, vẫn đang nhắc đi nhắc lại. Trong một lần có gặp gỡ với Thủ tướng thì cũng có nói là cái chuyện đó rồi sẽ giải quyết nhanh chóng, nhưng mà năm này qua năm khác vẫn chưa thấy. Vâng. Thì chúng tôi đặt nặng cái vấn đề đó, Vâng. cái quyền được tham dự và cái nghĩa vụ được đóng góp cho dân tộc, nhất là cho giới trẻ. Rồi vấn đề y tế cũng vậy, Vâng. chưa thấy bao giờ mà y tế Việt Nam xuống trầm trọng như vậy. Rồi các cô nhi viện, những bệnh viện đối với người khuyết tật, thì tôi thấy đó là vấn đề mà hôm nay các giám mục đang đặt ra. Thì một vài nơi họ đã thấy chấp nhận, chẳng hạn như ở giáo phận tôi thì Hà Tĩnh, chính quyền Hà Tĩnh vừa cấp cho chúng tôi là 10.000 mét vuông để xây dựng trung tâm khuyết tật. Vâng. Có lẽ đó là một cái mô hình mới để cộng tác, để lo cho những thành phần khốn khổ nhất, thiệt thòi nhất trong một đất nước, trong một xã hội đang phát triển, nhất là trong thời toàn cầu hóa này. Vâng. Thì vấn đề đó là vấn đề cam go, mà theo tôi đặt nặng hơn Vâng. vấn đề là cái quyền để được cộng tác, được phát triển, rồi cái yếu tố đất đai là yếu tố thứ yếu. Vâng. Vâng, thưa Đức cha, trong câu trả lời của Đức cha có đề cập đến vấn đề tình trạng giáo dục đang là xuống cấp một cách thê thảm. Thì nó liên hệ đến vấn đề đạo lý và giáo dục con người Việt Nam, thế hệ trẻ Việt Nam. Và cũng rất trùng hợp với cái đề tài đầu tiên, tức là cái vấn đề đầu tiên mà cái hội nghị trung ương
9 đang thảo luận tại Hà Nội, khi mà Đức Cha với chúng tôi thảo luận với nhau đó, thì cái điều đầu tiên là họ thảo luận về vấn đề văn hóa, suy thoái văn hóa. Ông Nguyễn Phú Trọng đọc một bài diễn văn nói rằng là tại sao gần 30 năm chúng ta đã, kinh tế đã phát triển, đã lên cao, mức sống người dân đã lên cao, mà tại sao đạo lý và văn hóa lại xuống dốc? Thì thưa Đức Cha, cái nguyên do tại sao văn hóa và đạo lý của giới trẻ Việt Nam lại xuống dốc một cách thê thảm như thế, nguyên do tại sao thưa Đức Cha? Có lẽ là anh Phạm Trần nên đặt hẳn vấn đề với ông Nguyễn Phú Trọng hay ông Bộ trưởng Giáo dục. Anh đặt vấn đề cho tôi thì anh đặt như vậy vấn đề không đúng chỗ chăng? Và đáng lẽ tôi cũng đặt vấn đề với anh Phạm Trần, xin anh cho chúng tôi biết tại sao văn hóa và giáo dục Việt Nam xuống cấp như vậy. Nhưng mà đó là vấn đề băn khoăn của chúng tôi. Ngày xưa người ta nói dạy chữ để dạy người, thì hôm nay dạy chữ không xong. Điều đó thì không phải là tôi vu khống, mà là như anh nói, Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Phú Trọng cũng công nhận chuyện đó. Sau 30 năm rồi không có một cái sự hiện diện của đế quốc hay của quân thù nào đó. Sau 30 năm độc lập rồi, giải phóng rồi, mà cái chương trình giáo dục nằm trong tay của chính phủ, mà tại sao như vậy? Và tại sao giới trẻ Việt Nam hôm nay càng đi học thì cơ hội làm người rồi sống chân thành càng xuống? Tôi rất là ngạc nhiên là năm ngoái cái Viện Nghiên cứu Xã hội, một tổ chức đó nào đó công bố một cái kết quả. Cái kết quả đó gây ngạc nhiên rất cho nhiều người. Thì 22% cái người trẻ mà học ở cấp nhất, tức là tiểu học, nói dối. Lên đến cấp 2 thì con số đó hình như lên 45%. Rồi cấp 3 thì 65%. Lên đến đại học thì 80% sinh viên là nói dối. Thì như vậy cái nói dối nó từ đâu ra? Có người thì nói là ngay từ cái giáo dục của mình bắt trẻ em nói dối, rồi chạy theo thi đua, và vì thành cái tích, chạy thành tích. Và vì cái thành tích đó thì coi như hy sinh tất cả. Hy sinh tất cả. Có những em mà học đáng lẽ thì phải ở lại lớp, nhưng mà vì thành tích, nếu mà ở lại lớp thì như vậy cái trường đó là mất điểm, và không những cái trường đó mà cái huyện đó, cái tỉnh đó thành thử phải cho lên. Và như vậy chạy theo thành tích, chạy theo ý thức hệ, mà đã quên mất là giáo dục. Là giáo dục cái gì? Ở đây người ta nói đến triết lý giáo dục. Tức là cái mục đích của giáo dục là gì? Chạy theo thành tích hay là giáo dục con người? Và từ đó cái mô hình của giáo dục là lấy lại là cái mô hình nào? Và tại sao trong cái thế giới hôm nay vẫn có những môn mà như một cựu dân biểu ngày xưa đã nói là thầy thì không muốn dạy mà trò không muốn học, mà lại trở thành cái môn bắt buộc. Và thì như vậy thì cái chương trình giáo dục phải đặt lại. Và hôm nay thường người ta đòi hỏi phải chuyên môn hóa cái giáo dục, mà cần đưa cái ý thức hệ ra khỏi giáo dục để có một triết lý giáo dục đúng hơn, cụ thể hóa hơn, vừa phù hợp với văn hóa dân tộc mà vừa đáp ứng được những nhu cầu của thời đại. Nhưng mà tôi không phải là một chuyên viên giáo dục, và cũng không phải là người nắm cái quyền quyết định, chỉ nói lên cái băn khoăn, cái băn khoăn của một người dân, cái băn khoăn tổng quát vậy. Vâng, thưa quý vị, Đức Cha vừa mới đề cập tới vấn đề ý thức hệ, thì có nghĩa rằng là ở tại Việt Nam người ta bắt học trò từ bé cho đến lớn, nhất là các sinh viên đại học, về kể cả các chủng viên, chủng sinh của các tu viện công giáo, đều phải học một cái môn mà không ai muốn học, nhưng mà bắt buộc phải học, đó là cái môn chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thưa quý vị. Ở một cái cuộc trưng cầu ý kiến ở trong nước, có tới 60 và 80% sinh viên họ cho biết cái môn đó là một cái môn
không ai muốn học vì không có đem lại thực tế trong đời sống của họ. Và có một cái bức hình mà do một người phóng viên hay là một anh học trò chụp được và đưa lên trên mạng cho thấy là trong một lớp học giảng về chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ có một cô giáo và một học trò, thưa quý vị. Cái bức ảnh đó được đưa lên trong vòng một giờ đồng hồ, có tới gần 100.000 người vào coi và viết rất nhiều lời phê bình. Thì đấy là cái câu trả lời mà Đức Cha không có muốn nói thẳng ra, và tôi muốn nói thẳng ra để cho quý vị hiểu. Thưa Đức Cha, bây giờ thế này, trở lại cái vấn đề của chính Đức Cha. Đức Cha muốn nói thêm, vâng xin vâng, vâng. Tôi xin đính chính cái điều mà anh nói là trong các đại chủng viện dạy lý thuyết Mác Lênin thì tôi nghĩ rằng không bắt, tức là Bộ Giáo dục bắt các, bây giờ họ bỏ rồi hay sao? Thưa cái chuyện đó không còn nữa. Vâng, có thể trên nguyên tắc, trên lý thuyết là còn, nhưng trong thực tế thì một số đại chủng viện mà chúng tôi biết, và đặc biệt là đại chủng viện Vinh của chúng tôi thì không có dạy chuyện đó. Vì có người cũng hỏi là tại sao không dạy, thì chúng tôi, cái ban giám đốc cũng trả lời là tất cả học sinh của chúng tôi đều tốt nghiệp đại học. Thì những cái chương trình đó đã bị học ở thời đại học rồi. Rồi vấn đề an ninh quốc phòng thì trong thời sinh viên cũng đã học rồi. Thành ra ít nhất là tại Đại chủng viện Vinh và một số đại Vinh Thanh và một số đại chủng viện mà tôi biết đã không hề dạy chuyện đó. Vâng, như vậy tức là cái quyết định là quyết định của chính giáo phận, chứ không phải là quyết định của nhà nước bỏ cái môn đó. Vâng, thưa Đức Cha, bây giờ thế này, Đức Cha vừa mới đề cập tới những chuyện của địa phận Vinh đó. Thì xin hỏi Đức Cha là sau cái vụ Mỹ Yên đó, rồi vụ Tam Tòa, rồi là vụ Loan Lý, rồi là vụ thí điểm Con Cuông, giáo phận Vinh của ngài bị nhiều chuyện rắc rối quá. Thì thưa Đức Cha, kể từ ngày Đức Cha về thay Đức Cha Cao Đình Thuyên đó, thì những chuyện dường như nó lại càng rắc rối thêm. Và cái tình trạng từ hồi đó cho đến bây giờ có thay đổi chưa, thưa Đức Cha? Sau gần 4 năm mà ngài làm giám mục địa phận Vinh, đã tiến triển một cách tương đối bình thường chưa, hay là giáo dân vẫn bị ngăn cản đi lễ, hay là vẫn bị phá quấy, vẫn bị côn đồ, vẫn bị những cái người được gọi là dân phòng hay là tự phát từ đâu đến phá hoại những cái buổi lễ cầu nguyện, đập tượng Đức Mẹ, đập tượng đánh cha linh mục này kia, đại khái như thế, thì câu chuyện bây giờ nó như thế nào, tình thế bây giờ nó như thế nào, thưa Đức Cha? Vâng, cảm ơn anh Phạm Trần đã quan tâm đến giáo phận Vinh, là một trong những khúc ruột miền Trung. Nơi khúc ruột đó thì luôn luôn có thiên tai, hầu như là hàng năm đều có thiên tai lụt lội. Có một người dân ở quê chúng tôi có nói rằng quê tôi gặt sỏi tìm cơm, hết mưa thôi hạn, lại cơn bão gần. Đó là thiên tai. Nhưng mà bên cạnh thiên tai thì như anh nói cũng có nhân tai nữa. Nhân tai là do đê xả nước, rồi những cái đập xả nước không đúng, không đúng thời điểm, không đúng quy tắc, thì thành gây lụt lội. Rồi có những khó khăn. Khó khăn về Tam Tòa thì thời Đức Cha Cao Đình Thuyên, rồi một số khó khăn sau là Con Cuông, rồi Mỹ Yên. Thì tất cả những khó khăn đó thì cũng có cái thì cũng đã dần dần được giải quyết. Chẳng hạn như Tam Tòa thì chúng tôi đã được cấp lại bìa đỏ thì đất 6.300 mét vuông để hy vọng để làm cái nhà thờ Tam Tòa sắp tới. Và nhân dịp này thì tôi cũng kêu gọi tất cả những người con của Tam Tòa, những người giáo dân của Tam Tòa, hy vọng rằng cộng tác với chúng tôi để xây dựng lại cái nhà thờ Tam Tòa đẹp hơn, trên cái mảnh đất cũng rất đẹp, 6.300 mét vuông. Rồi đối với cái vụ Con Cuông thì hôm nay cũng đã giải quyết, chúng tôi vẫn tiếp tục làm lễ trong một cái nhà của tư gia, của giáo dân. Vì cho đến đây, cho đến hôm nay thì trước đây cũng vậy, chưa ở thì Con Cuông chưa có nhà nguyện.
làm lễ trong nhà của Tư Gia. Và nhà cầm quyền có hứa với chúng tôi là sẽ cấp đất tại một cái địa điểm mà chúng tôi thấy cũng đồng thuận, là địa điểm cũng thích hợp. Nhưng mà lời hứa đó, họ nói là vì cái vụ của Mỹ Yên mà chưa được thực hiện, thì hy vọng rằng năm nay sẽ được thực hiện chắc. Vì chúng tôi cũng đã nhắc lại cái lời hứa và cái đề nghị của chúng tôi. Và hy vọng rằng năm nay thì được thực hiện chăng. Riêng cái vụ Mỹ Yên thì chúng tôi cũng có đối thoại, rồi hai bên cũng đưa đồng ý là thả hai cái người dân của Mỹ Yên về trước khi thời hạn, là thả họ, cho họ về để mừng Giáng sinh với gia đình. Thì một số chuyện cũng đang tìm cách cho đi vào quá khứ. Cuộc sống luôn luôn có những khó khăn, nhưng mà nếu mà chỉ dừng lại khó khăn thì cuộc sống luôn luôn sẽ gặp trắc trở. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng những cái chuyện đó, những cái vụ đó sẽ đi vào quá khứ. Và hiện thời thì cho đến hôm nay chưa có cái chuyện nào gây khó khăn, cũng không có cái chuyện nào mà nơi mà dân quân cản trở người dân đi tham dự thánh lễ. Và chúng tôi cũng tổ chức những cái thánh lễ rất là lớn. Như cái kỳ Tết vừa rồi, chúng tôi tổ chức lần đầu tiên cái đại hội cho giới trẻ. Thì cũng có khoảng đến 16-17 ngàn người trẻ mà chỉ là đại diện thôi về tham dự. Rồi lễ đầu năm tại Đền Thánh An Tông thì cũng có đến khoảng 20 ngàn người. Và 13 tháng 6 sắp tới, lễ của Thánh An Tông tại Linh Điện Trại Gáo là Mỹ Yên đó, thì chắc chắn cũng khoảng độ 20 ngàn hay hơn 20 ngàn người tham dự.